Đây này, đây này, bạn 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 ngó xem có đúng không? Có đúng. Hello, hello. Làm gì đây? Bắt gì? Bắt bắt chạy cá. Có nhiều không? Ở đâu? Đâu xem nào, xem nào. À, giỏi nhỉ. À, ngon như nhỉ. Ồ ồ, đây á. Ừ, ngon đấy nhỉ. Ồ, ngon đấy. Thế trưa nay làm món gì đây? Thịt chiên. Thịt chiên hả? Thế cái món này ấy không? Cái món này ông có biết làm cách nào không? Mổ bụng lôi ruột á? Ừ. Vậy thì vất hết đi à? Ừ. Thế ông có muốn tôi chỉ cho một cái cách làm mà không phải mổ bụng mà không phải lôi ruột không? À. Hồi ngon thế nhỉ? À, ông có muốn tôi chỉ cho ông cái cách mà làm mà không cần phải mổ bụng mà không cần phải lôi ruột mà ăn lại ngon không? Thế vâng ông cầm đây. Thế nhà có trứng không? Có. Đâu? Đây. Ông đi lấy cho tôi một quả trứng. Ông đi lấy. Ông đi lấy tôi một quả trứng. Rất nhiều. Ông đi lấy cho tôi quả trứng. À, một quả thôi, không cần nhiều đâu. À, để đây. Quá ngon, ngon phết. Đâu, bên nào? Gà này chưa đẻ ý, thì vậy không có trứng thì không được rồi. Ở đây, đây là gà chọi à? Trứng thế nào? À, đây rồi, đừng quá à? Rồi, ok, chỉ cần quá thôi. Rồi, ok. Đấy, đi à. Đi à. Hi, xin chào cả nhà, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ đến cả nhà một cái mẹo làm nhạch của chúng ta làm sao mà sạch đấy, và ngon và béo. Một cái mẹo này rất là hay. Nếu cả nhà yêu quý video này thì hãy tặng cho tôi một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và sau đây là bí quyết của tôi chia sẻ cái cách làm rất là hay. Bây giờ bạn đập trứng vào, đập quả trứng này vào đây cho tôi. Đập vào đây để làm gì đây này? À, đập vào đây để làm gì? Bác cứ đập vào đây cho tôi bảo. Cứ đập bỏ trứng vào cho tôi bảo. Là bạn quấy đều ra như vậy. Đấy. Bạn có biết là đập trứng vào đây để làm gì không? À, thế nha, cái đập trứng vào nhạch như này rất là hay nha mọi người nha. Là các bạn sẽ cái lòng đỏ trứng ý, nó sẽ làm sạch ruột những con nhạch của chúng ta. Đó, làm sạch hoàn toàn. Còn cái lòng trắng ý là nó sẽ lại làm sạch cái nhớt bên ngoài của con nhạch của chúng ta. Đấy, cách này rất là hay. Mà đập rồi xong rồi, bạn sẽ để cho tôi khoảng 15 phút nhá. Đây này, bạn ngó xem có đúng không? Có đúng là cái nhạch đây này, cái nhớt thì đang ra đúng không? Đây này cái đây. Đấy, nhớt ra nhiều không? Đây này. Đấy, đấy nhìn thấy nhớt không? Đấy, quá nhiều nhớt luôn. Đó, cái nhớt đó là cái bên ngoài của con nhạch là một. Với hai nữa là cái thức ăn bẩn ở bên trong con nhạch là nếu mà đập trứng vào như thế này là nó sẽ thải hết tất cả các độc, các bẩn ở trong con nhạch ra. Đấy, bạn nhìn thấy không? Đấy, nhớ đấy nha. À, sau khi chúng ta cho ăn nhạch ăn trứng được 10 đến 15 phút thì bạn chuẩn bị cho tôi một vốc muối. Có không? Có không? Có luôn. Đây này. Rồi. Đấy, bạn xúc cho tôi hai thìa vào tay. Rồi, sau đó bạn cho vào đây cho tôi. Đấy, lấy cái rổ bạn đậy vào, không có là tí nữa là nhảy nó dậy đúng không? Đấy, bạn lắc đều lên cho tôi. Đấy. Ok. Sau khi bạn cho muối vào thì bạn để cho tôi khoảng tầm 5 phút để cho cái muối làm sạch hết những cái nhớt, những cái bẩn trong con nhạch lần nữa ra. Sau khi chúng ta cho muối vào nhạch được 5 phút thì nhạch của chúng ta đã ngớt hết hoàn toàn. Thì chúng ta bây giờ chỉ cần mang đi rửa sạch và cho vào chế biến là ok thôi. Đây, bây giờ bạn lấy bạn mang đi rửa đi. Đấy, các bạn mang đi rửa là ok. Đấy, cho vào rổ đấy. Rồi. Cái này đây, cho cái này ra đó, nghiêng ra cho nó khỏi. Đấy, rửa sạch không đâu. Rồi. Thấy không? Bạn thấy không? Rửa là sạch chúng ta, là nhạch của chúng ta xử lý như thế là nhớt. Nhạch của chúng ta là sạch tinh. Đấy, rửa sạch không? À,
À, đây các bạn, sau khi nhạch của chúng ta được xử lý sạch sẽ và bây giờ chúng ta chỉ cần mang đi chế biến và thưởng thức thôi. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy tặng cho một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Bye bye!